Các nhà lãnh đạo của 5 quốc gia BRICS bao gồm Ấn Độ, Brazil, Nam Phi, Nga và Trung Quốc hiện đang tụ họp tại Johannesburg, Nam Phi, để thảo luận và định hình chiến lược mở rộng khối cũng như tiêu chí kết nạp thành viên mới vào khối hợp tác quốc tế này. Mặc dù tất cả 5 quốc gia trong khối BRICS đều đã công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với việc mở rộng khối, tuy nhiên vẫn có sự khác biệt về quan điểm về quy mô và tốc độ của quá trình mở rộng này, như thống kê từ Reuters cho thấy. Bà Naledi Pandor, Ngoại trưởng Nam Phi, đã chia sẻ vào ngày 23 tháng 8 rằng các thành viên BRICS đã đồng thuận thông qua một tài liệu định hướng và nguyên tắc chung để hướng đến mục tiêu mở rộng khối BRICS, thúc đẩy việc mở rộng BRICS. Trung Quốc, nền kinh tế lớn nhất trong nhóm đã lâu đã đặt nhiều nỗ lực vào việc kết nạp thêm các thành viên. Trong bối cảnh biến đổi toàn cầu hiện tại, chính quyền Trung Quốc cho rằng việc mở rộng khối BRICS càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tại phiên toàn thể hội nghị BRICS ngày 23 tháng 8, bày tỏ tầm quan trọng của tinh thần cởi mở và hợp tác có lợi trong khối BRICS. Ông nhấn mạnh rằng việc mở cửa để cho nhiều quốc gia gia nhập khối BRICS sẽ không chỉ tăng sức mạnh tổng thể mà còn thúc đẩy quá trình phát triển quản trị toàn cầu theo hướng công bằng và hợp lý hơn. Các nước thành viên BRICS đều đặt trong tâm trí mục tiêu tăng cường sức mạnh thông qua sự đoàn kết. Tổng thống Nga Vladimir Putin không có mặt tại hội nghị tại Nam Phi, đã tham gia phát biểu trực tuyến từ Moscow vào ngày 23 tháng 8. Ông đã bày tỏ rằng hướng phát triển của BRICS sẽ tiếp tục mở rộng và đáp ứng mong muốn của cộng đồng quốc tế. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đồng lòng trong việc xây dựng một cộng đồng BRICS mạnh mẽ và đoàn kết.